Đến với đầu tiếp theo Huyền Thoại nha, thì hiện tại là chiếc cảnh tới này của chú anh chị. Chào em. Hai bà cô đầu đẹp quá trời ta. Mà chiếc cảnh này của chú anh chị, cảnh TV trước Hà Thoại có quay của chú anh chị. Bà Lan anh chứ. Có cần cái nhường lại không? Còn mà ở chỗ kia kìa, nó hơi to á, chưa có đẩy lại. Này chú Cảnh mua nhiều hay cả. Ủng hộ Yến đi chú Cảnh ơi. Cảnh dạy cứu Yến đi chú Cảnh ơi. Dạy cứu Yến đi chú Cảnh. Cứu cho chị Loan. Quá ha, chiếc cảnh này rất là nhiều luôn đó. Luôn luôn chiếc cảnh lúc nào cũng mạnh mẽ ha. Vô mua đi anh. Rồi anh em chỉnh ra cho Tài 06 vô mua hàng nha. Nếu mà Tài không mua là xử. Anh Tài vô dạy cứu Yến cho chị Hồng Loan. Ở trên lầu 2 còn thấy nhìn cái bao bố vậy. Đó nó cũng vậy không mà. Bây giờ không cho em quay. Chàng em quay không cho em quay. Cái giá gì trong cái cảnh là gì cái cảnh? Dạ. Cái này là gì em? Cái này chỉ cảnh giải cứu Yến cho Hồng Loan nha. Yến hả? À, chỉ cảnh mua hết còn bao nhiêu Yến mua chỉ cảnh mua hết. Suối nè, suối nè. Ồ, bữa nay chỉ cảnh với lại anh Chánh hẹn nhau mà tháo đỏ ta. Mà Tài 66 vô luôn đi cho Tài đúng ngầu người ta. Phải không? Đôi luôn rồi. Đeo đỏ vô cho Tài. Nè. Đã trung tỉnh mà. Trung tỉnh mà. Cùng tỉnh anh Chánh. Cùng tỉnh. Bữa nào nhậu bữa đi. Đây cậu Chánh đến coi mấy anh. Đếm sau 10 gói 12 gói nha. Mớp chỉ gì kìa. Rồi đổi vô bự nữa, nó tránh gì lớn luôn nè. Rồi vô bự luôn. Đếm tiền lại nha mớp ơi. 1.100.000. Quá trời luôn, mua cái gì ở nhớ Thái Lan kìa. Thái Lan sấy hả? Thái Lan sấy. Nay em tặng một hũ yến rồi, bữa sau qua là mua yến nha. Rồi, bữa sau.
hết không? Dạ. Còn 2 tấn nữa, còn 2 hết không? 2 tấn hơn. Không, mai em đang bán mình mà. Không có mà em đang bán mà. Để nó chảy mồ hôi chứ gì. Chuyện này chắc không về Đồng Tháp nữa. Chuyện này con không về. Gái với anh đâu còn nhiều ngày nữa Tết rồi anh. Ghê không thương. Nói điện thoại quay nè. Cũng còn đi ấy đi cậu. Chuyện này cậu không về. Có ai cũng chứng ảnh không? Có Khoa. Anh giao thiện đưa đây anh vợ phụ đi. Điện thoại có ai? Đứng chụp boy đi. Không dễ thương mấy chị. Chụp một quay hình nha, chút tự nhớ quay hình quay kè. Đây không biết chỗ mở cửa luôn. Đó là chiến cảnh ơi. Bên đây nè, bên đây máy bên đây, máy bên đây. Ờ, máy bên đây. Chưa thấy răng nha. Giờ mình nhìn mắt mình hơi. Mắt nhìn đâu ấy. Ok, cảm ơn rồi nhiều, cảm ơn nghe. Chánh đang hẹn với là chiếc cảnh mặc áo đỏ của chú anh chị ơi. Có hẹn không? Có hẹn trước hẹn trước nè. Rồi chính chỗ cho anh gà của chú anh chị tại lớp 6 này mặc áo đỏ hết. Rồi thì anh gà hàng của chú anh chị. Một cái nhiều luôn. Anh mặc áo già mà nhìn thấy không khí Tết tới rồi anh. Không khí Tết anh mang tới cho sót tại như bữa nay chị Cảnh đi chụp hình áo dài cho cho một chị làm người mẫu hả? Wow, bây giờ chị Cảnh sẽ phát cho mấy anh này năm bịch rồi mọi người ăn chung đi ha. Còn cái số còn lại chị Cảnh sẽ đi phát cho mấy người bán vé số rồi đó, người nghèo rồi đó. Cái này là mua tặng hết. Cái này là có một chị của chị Cảnh đó. Có một chị chí cảnh đồ ủng hộ á nha. Rồi năm bạch mọi người ăn chung đi nha. Ủa vậy hả? Chị Lon, cảm ơn anh nha. Sao anh ơi? Dạ, có câu khác nè. Con người nghèo không? Dạ. Có phải con người nghèo không? Có hả? Anh có phải người ấy không? Cái này em tính phát cho mấy người. Dạ. Dạ thôi cho. Mời chí cảnh cho mấy anh em mình chúc mà năm bịch nha cô chú anh chị. Đang bán bao nhiêu một lon vậy chị Cảnh? Anh Búng này thiệt tình nha. Đây. Vậy sao mà nhiều vậy? Đây anh Chí Cảnh người ta nha. Hello mọi người. Đó. Cô chú anh chị. Hôm nay là Chí Cảnh qua thì Chí Cảnh tỉnh là giải cứu file ủng hộ cho những cái hình như nông dân ở Đà Lạt đúng không? Dạ, 4 tấn thì chế cảnh tính qua ủng hộ, nhưng mà bây giờ đã hết file rồi thì mình mua file này về ăn luôn. Rồi cái này là cho chị của chế cảnh á, cho chị của chế cảnh là nghe tin là vậy thì có ủng hộ, có mở thì cảnh qua. Ôi thôi anh chế cảnh quá. Tặng con bánh trà. Ôi. Chế cảnh là người tuyệt vời nha. Nó đẹp. Cô chú anh chị mình đăng ký kênh Chí Cảnh TV nha. Rồi. Hôm nay làm nhà Huệ Nguyễn có coi clip đó của dạ cảm ơn cô có coi thì nhớ ủng hộ kênh Chí Cảnh TV nha. Mọi người nhớ ủng hộ kênh rồi, anh Tài. Mọi người ủng hộ kênh anh Tài, anh Ba Miền nha. Nhớ biết Tài biết Ba Miền. Với lại anh Chi Tân phải không? Đó, đúng rồi. Chi Tân bao nhiêu? 87 hả? 79. 79 hả? Với lại Hậu Nhân Vlog đúng không? Rồi, tính qua Nhân Vlog làm cao lầu rồi. Với lại cái gì? Nhịp Sống Thành Đô. Này kênh này. Nhịp Sống Thành Đô. Ủa còn kia là kênh gì? Nhi, đây là mẹ Nhi nha, Nhi Vlog. Nhi Vlog hả? Rồi anh đây rồi mới quá vậy anh đúng rồi quyền thoại anh bến vô kênh em á quyền thoại đó nhớ không à quyền thoại hả con dịch chị thôi thì này kêu là dễ thương nhất á dễ thương nhất á. Ủa anh Chí Cảnh hôm nay nghe nói là anh tới đây với một trang phục áo dài là anh định hát tặng mọi người bài đúng không? Dùm em nha. Quá đẹp luôn. Chí Cảnh sắp tới thì sẽ quay MV nha mọi người nha. Chí Cảnh sẽ quay MV khoảng 2 bài
thì hy vọng là cô chú anh chị sẽ ủng hộ cái MV ca nhạc của Chí Cảnh nha mọi người. Thấy chưa? Em mà không hỏi là anh Chí Cảnh không trả lời á. À, Chí Cảnh quay hình như là bên chỗ anh Vũ Lưng, bên chỗ anh Vũ Lưng có. Đúng rồi. Sẽ quay bên đó, sẽ quay hai bài và bài gì thì mọi người hãy chờ nha. Thấy chưa? Thì cô chú anh chị nhờ nhờ em nhắc nhẹ anh Chí Cảnh tiết lộ ha. À, hồi xưa là Chí Cảnh là tên là Ngô Kiến Nghị á. Ủa gì hả? Là em của anh Ngô Kiến Quy đó. Không, ngày xưa là Chí Cảnh đó là có răng sỏi đi chang như anh Ngô Kiến Quy luôn á. Nhưng mà tại vì do Chí Cảnh niềng răng á. Cái chú đó kìa. À, anh mua anh tặng cho mấy cô chú hả? Mấy cô quý thằng mấy cô anh chị. Chí Cảnh tặng cho chú nha. Ai đi xe đạp là anh tặng đó hả? Để em kiếm chiếc xe đạp. Em kiếm chiếc xe đạp em chạy. Rồi thương Chí Cảnh ghê. Đây nhìn khán giả nói Chí Cảnh giống mình còn quý vị quá. Ai cũng nói cho ngày xưa là rất là giống luôn á. Nhưng mà anh lên đây đi anh Cảnh để xe. Ủa anh mình thu âm ở phòng thu của anh Hai Vũ Luân. Rồi mình quay MV ở ngoài thì ở đâu anh? Ở đó làm MV ở đó luôn. Làm MV đó luôn hả? Tại vì chỗ đó là giống như kiểu vườn chuyên quay MV, mấy MV mà anh Vũ Lương hay quay rồi đó. À có nghĩa là anh solo một mình đó sao anh? Không, chỉ cảm hát cùng với một ca sĩ nha. Ca sĩ hả? Ca sĩ rất là nổi tiếng thì không cái này là bật bí mật đi. Khi nào cái MV đó ra. Có Vũ đoàn múa chưa anh? À, chiếc cảnh hát là giống như hát nhạc bolero á, cho nên không biết là có nên có chủ đoàn hay không thì không biết. Nói chung là bên phía đạo diễn họ sẽ set up cho chiếc cảnh đó. Theo anh nghĩ á, bây giờ anh dẫn cho em nè, anh tài là biết nhảy hay lắm luôn, miễn phí bây luôn. Bây giờ chiếc cảnh sẽ mời anh em phải cười quá trời cho chiếc cảnh đó. Đó. Muốn luôn là anh chị cô đó hình như cổ bán cái gì cho mọi người. Anh thôi muốn lăn đi anh đóng giang về cho. Cô đó cô bán gì vậy ta? Ôi. Cô bán gì vậy? Cô bán gạo. Con bánh thì nó ngon. Cô bán gạo. Chí Cảnh này rất là quý trong cô chú anh chị, tặng cho cô tấn gao luôn, một hoa lan nha cô chú, rất là quý luôn. Thấy thương Chí Cảnh quá, ủng hộ cho mấy người đi xe đạp cũng có cô này đó nha cô chú anh chị. Cô bán gạo với lại mì nha cô chú anh chị. Cô bán luôn cái lỗ. Bán cà giống như bán ngoài chợ vậy đó. Năm mươi đi con. Muốn ăn gì nữa? Có bánh cam kìa. Có bắp kìa. Đúng rồi, mấy đứa ăn bánh cam rồi. Ăn bánh cam đi. Rồi. Ai có gan ăn bánh cam nha. Bánh cam đi. Rồi được rồi cô. Đó. Cho cô ý số luôn nha. Quả Hà Lan. Quý luôn. Anh này nhà anh giàu lắm, có 5 căn biệt thự ở Los Angeles bạn. Không, 10 10 cái hả? 5 cuốn sổ đỏ. Nghe 5 cuốn sổ đỏ hả? Nghe đồn nhà anh bán vàng nữa hả? Đúng rồi. Trời ơi. Bán vàng nha. Thôi. Anh có 5 cuốn sổ đỏ. Sao anh giàu dữ anh? Nhà anh có 5 cuốn sổ đỏ. Cô đó nãy giờ con có tặng cho cô chưa? Chưa. Dạ con gửi con một bịch bánh nha con. Anh nấu đỏ ơi, nhà anh có 5 cuốn sổ đỏ mà tên của anh không?
tên luôn nha, đúng tên luôn. Đúng tên luôn hả? Nó có, nói chung là khu vực là rất là an ninh nha mọi người. Khu vực đó thì vắng vẻ về đêm và hàng xóm thì sẽ không có tình trạng là kiểu cãi vã nhau, đúng không? Có nghĩa là dạ, Khai Lan sống hay là Khai Lan gì? Nè, dạ cô. Dạ ngày mai cô. Ngày mai cho cô nha. Hiểu chỗ đó rồi nha. Dạ, chỉ cần mua, anh mua bao nhiêu bịch em chỉ cần. À, mua này. Hai chục bịch. Trời ơi, còn hai cô cuối cùng. Hết lượng rồi chú chị ơi. Đây còn hai bịch đó cho cô luôn đi, đâu rồi? Ở đây nè, có một cho em này được không? Nè, cho tặng cho em. Rồi, cho em nè, trời ơi, cho em dễ thương quá. Thôi còn đây bịch nữa hả? Chú cho nguyên bịch tự luôn rồi. Có bịch gì đó. Với lại Chí Cảnh muốn giải thích cho hôm bữa gì nè, có rất là nhiều người á, hôm bữa có một cái anh YouTube nào á nói là Chí Cảnh đến đây phát